Thưa quý vị và các bạn, thiên tai khốc liệt dị thường, bão lũ dồn dập, hạn mặn nghiêm trọng, sạt lở đất xảy ra với cái mức độ rất là nghiêm trọng, dẫn đến sự thiệt mạng của rất là nhiều người. Đó là những thách thức về vấn đề khí hậu và thời tiết mà không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt. Quảng Nam là một trong những địa phương ở miền Trung thường xuyên phải gánh chịu rất nhiều những hậu quả về những cái loại hình thiên tai. Và trong những cái nỗ lực chung để giảm nhẹ những cái rủi ro của thiên tai thì có một lực lượng ở cơ sở, họ là những con người xung kích trong phòng chống thiên tai, tuy được thành lập chưa lâu nhưng lại có rất là nhiều những cái nỗ lực và đóng góp trong công tác giảm nhẹ những rủi ro mà thiên tai gây ra. Và Cascap của chúng tôi rất may mắn đã mời họ trở thành những người chơi tiếp theo, và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với họ ngay bây giờ. Này các anh chị em ơi, ta vui bước đón chào ngày mới, cùng tham gia xung kích cuộc thi ba sẵn sàng ứng phó thiên tai. Phương châm tại chỗ bốn điều khắc ghi để khi bão lũ thiên tai, cộng đồng trách nhiệm, nhà nhà an vui. Tôi Văn Cương. Tôi Lê Thảo. Tôi Hoài Bảo. Đến từ đội xung kích phòng chống thiên tai xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi tham gia cuộc thi với tinh thần đoàn kết, xung kích, tự tin, quyết thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một đội chơi rất là duyên dáng, rất là dễ thương, và ngày hôm nay họ mang đến với hành trình của Cascap một thông điệp rất là rõ ràng: tự tin và chiến thắng. Và chúc cho đội chơi ngày hôm nay sẽ có thể xuất sắc vượt qua tất cả những thử thách của chương trình để giành phần thưởng cao nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên xe và bắt đầu hành trình ạ. Xin mời các bạn. Thì chúng tôi rất vui được trở lại Quảng Nam lần này, và vui hơn nữa lại được chào đón những người chơi là những người đang ngày đêm có rất là nhiều những đóng góp trong công tác giảm nhẹ những cái rủi ro do thiên tai gây ra, cũng sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm để mọi người có thể hiểu hơn về công việc của các bạn. Tháng 9 năm 2017 thì địa phương xảy ra cái vụ lũ lụt, và trong lúc đó thì trên địa bàn thôn Hà Nông Đông thì xảy ra một trường hợp hai anh thanh niên đi lái ghe đi bơi, một anh là bị đuối nước và chìm xuống, và một anh bơi được vào bờ. Thì khi nhận được thông tin thì ban phòng chống thiên tai của xã và lực lượng xung kích của xã triển khai ngay, do dòng nước chảy xiết và trời tối nên là việc tìm kiếm rất nhiều khó khăn. Thì sau một thời gian đến gần 4 giờ sáng mới tìm được xác thanh niên đó, gỡ từng lớp bèo. Thật sự là vừa tìm kiếm trong trời mưa gió lạnh, nước thì nước lũ rất lạnh và mưa nữa, nên công việc tìm kiếm của anh em rất vất vả, gặp nhiều khó khăn. Còn trở lại với cái hành trình Cascap ngày hôm nay thì không khí lúc này cũng đang hơi trầm lắng một chút. Có lẽ là chúng ta sẽ phải hâm nóng nó lên trước khi bắt đầu. Các thành viên của đội chơi ai có một cái năng khiếu gì như là hát chẳng hạn, có thể gửi tặng cho khán giả hay là MC được không ạ? Để tạo không khí cho chương trình ngày hôm nay thì xin gửi đến tất cả quý vị cũng như là các anh chị trong đội chơi, cũng như là người dẫn chương trình rất là dễ thương chúng ta, đã được mang tên Điện Bàn Yêu Thương ạ. Điện Bàn quên tôi như một cung đàn, bồi hồi trong tôi như lời mẹ dịu dàng, đồng lại trong tôi cung trầm cung thương, sắc dao trong tôi bao lời chiều mến. Khi sao lắng như dòng sông thu, khi chứa chan như lời ru đông bàn, khi trầm tư như thăm bần an, ngày tôi đi xa thương nhớ. Anh Hoài Bão đã vừa gửi đến cho chương trình Cascap một cái bài hát với những cái giai điệu rất là tình cảm, rất là dễ thương. Và hành trình của chúng ta bây giờ rất thoải mái để bắt đầu đến với những cái thử thách rồi, phải không ạ? Trên đoạn đường di chuyển có 12 câu hỏi được chia thành 3 gói với giá trị tiền thưởng tăng dần. Trả lời đúng, hành khách có số tiền thưởng tương ứng. Trả lời sai, không có tiền thưởng. Nếu sai 3 câu, hành khách phải xuống xe tại địa điểm bất kỳ và không nhận được gì cả. Ngoài ra, hành khách
có hai quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến trên mạng xã hội. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu rõ. Hiểu rõ rồi. Và đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Sẵn sàng. Họ đã sẵn sàng và chúng ta sẽ bước vào gói câu hỏi đầu tiên. Gói câu hỏi đầu tiên sẽ có 4 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ có số tiền thưởng là 200.000 đồng. Và nội dung câu 1 như sau. Theo quy định hiện nay, tín hiệu gì được sử dụng để báo áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông? Báo có hiệu màu đỏ. Báo có hiệu màu đỏ, màu đỏ. Chính xác. Câu trả lời của đội đó là bắn có hiệu màu đỏ. Một đèn nháy màu đỏ. Một đèn nháy màu đỏ. Chính xác của các bạn là gì ạ? Một đèn nháy màu đỏ. Một đèn nháy màu đỏ. Vâng ạ. Đó mới là một đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn. Và chúng ta đã có 200.000 đồng đầu tiên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau ạ. Gió mạnh trên biển là gió với tốc độ cấp mấy? Gió mạnh trên biển là cấp 6 ra đây. Cấp 8 cũng đồng. Cấp 6 ra đây. Cấp 6 ra đây. Ok. Câu trả lời là gió mạnh từ cấp 6 trở lên và quan trắc trong vòng 2 phút. Người chơi đã đưa ra đáp án của mình. Và đây có phải là câu trả lời chính xác không ạ? Chính xác ạ. Chúc mừng các bạn đã có thêm một câu trả lời chính xác câu hỏi số 2. Và chúc mừng các bạn đã có thêm 200.000 đồng. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Ngọn núi cao nhất tỉnh Quảng Nam tên là gì và cao bao nhiêu mét? Biết là một câu lên đâu đó. Nhưng câu bao nhiêu mét thì cao bao nhiêu mét thì không nhớ. Chúng ta sử dụng quyền trợ giúp. Núi Tục Đinh là mình cao nhất bao nhiêu thì không rõ, không nhớ rõ lắm. Nếu như chúng ta chưa có đáp án chính xác thì sử dụng quyền trợ giúp là một cái lựa chọn hợp lý. Và các bạn sẽ có 1 phút để có thể gọi điện thoại cho người thân. Alo, Sáng hả? Dạ, anh đây, nhờ em trợ giúp dùm đồ chơi câu hỏi là ngọn núi nào cao nhất Quảng Nam, cao bao nhiêu? Ngọn núi nào cao nhất Quảng Nam? Cao bao nhiêu? Chúng ta có 1 phút. Khẩn trương. 30 giây. 2.600 mét. Và câu trả lời của đội là ngọn núi cao nhất Quảng Nam là ngọn núi Ngọc Linh, cao là với độ cao là khoảng là 2.605 mét. Chính xác ạ. Chúc mừng các bạn đã có một câu trả lời chính xác và trả lời đúng câu hỏi số 3 thì họ đã có thêm 200.000 đồng nữa, số tiền thưởng tăng lên là 600.000 đồng ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4, câu hỏi cuối cùng của gói câu hỏi đầu tiên. Tên bão ở Việt Nam được đặt như thế nào ạ? Tên bão Việt Nam là mùa tên quốc tế thì tên bão Việt Nam được đặt theo số thứ tự 5 năm. Theo thứ tự của Việt Nam thì được đặt về mùa tên gọi quốc tế thì đối với tên bão của Việt Nam thì đặt theo số thứ tự trong năm. Bắt đầu từ con số 1. Liệu đây có phải là một cái phương án trả lời đúng không? Và câu trả lời vừa rồi là một đáp án chính xác ạ. Đúng như các người chơi vừa mới cung cấp thông tin, ở Việt Nam thì ngoài tên quốc tế, bão còn được đặt theo số thứ tự xuất hiện của nó trong năm. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong gói câu hỏi đầu tiên và trả lời đúng 4 trên 4 câu hỏi. Người chơi đã có số tiền thưởng là 800.000 đồng ạ. Họ cũng đã sử dụng một quyền trợ giúp đầu tiên là gọi điện thoại cho người thân. Phần sau của chương trình thì các bạn sẽ còn được một quyền trợ giúp nữa, cũng như là được phép trả lời sai 2 câu. Chúc cho người chơi thì sẽ hoàn thành tốt hơn cái phần sau của chương trình ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang gói câu hỏi thứ 2. Gói câu hỏi thứ 2 thì chúng ta cũng sẽ có 4 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì người chơi sẽ mang về số tiền thưởng là 300.000 đồng ạ. Và câu hỏi số 5 như sau. Các anh chị hãy cho biết khi trời mưa dông kèm sét thì có nên ngồi trong ô tô không? Vì thiết kế của xe ô tô giống như một cái dòng paradise thế. Nó có thể là trong sét, trong sét. Như vậy là có thể ngồi trong ô tô. Vâng ạ. Đáp án cuối cùng của các bạn là có thể. Của đội đó là có thể ngồi trong xe ô tô ạ. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn. Vì được làm bằng kim loại nên ô tô vẫn có khả năng bị sét đánh. Nhưng mà ứng dụng của cái lồng Faraday này thì sẽ bảo vệ thiết bị, vật dụng hoặc con người dưới tác dụng của điện trường. Chính vì vậy mà khi mưa dông kèm sét thì vẫn có thể ngồi trong ô tô ạ.
Chúc mừng người chơi đã có một đáp án chính xác và mang về thêm 300.000 đồng nữa. Số tiền thưởng tăng lên là 1 triệu 100.000 đồng ạ. Câu hỏi số 6 như sau, một câu hỏi về kiến thức địa lý. Kênh đào Suez nổi tiếng nối liền Địa Trung Hải và biển nào? Một tất nước biển nước mà làm ra một nào nó biển đỏ, hai là biển chết, biển đỏ, biển đen là của thằng Ngu, là cái nói đâu biển đỏ. Vâng ạ, thời gian cho phần suy nghĩ thì đã hết ạ. Không biết là các bạn đã có đáp án cho câu hỏi số 6 này chưa? Kênh đào Suez là kênh đào nối giữa Địa Trung Hải và biển đỏ. Câu trả lời vừa rồi là một câu trả lời chính xác. Kênh đào Suez của Ai Cập nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương, hiện là tuyến đường lưu thông của 10% thương mại hàng hải quốc tế, có khả năng đón những tàu chở hàng lớn nhất thế giới. Trả lời đúng câu 6 thì các bạn đã có thêm 300.000 đồng nữa, số tiền thưởng lúc này là 1 triệu 400.000 đồng ạ. Trước khi chúng ta đến quay trở lại với câu hỏi số 7 thì xe thì ngang qua vị trí đèn đỏ rồi. Tôi sẽ mời người chơi đến với một phần chơi để giải tỏa bớt những cái căng thẳng và áp lực lúc này. Một phần chơi rất vui có tên là thử thách đèn đỏ. Trên đoạn đường di chuyển, nếu xe dừng lại ở đèn đỏ, hành khách sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu trả lời đúng, hành khách được nhận phần thưởng là 500.000 đồng. Nếu trả lời sai thì không có gì cả và vẫn được bảo toàn giá trị tiền thưởng đang có. Câu hỏi ở thử thách đèn đỏ như sau ạ. Tên gọi của ngôi nhà chung truyền thống của đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam là gì? Nhà Hương. Chính xác. Đây sẽ là cộng đồng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Đáp án của các bạn là gì ạ? Là Nhà Hương ạ. Nhà Hương. Và đây là một đáp án chính xác. Vâng, như vậy là trả lời đúng câu hỏi thử thách đèn đỏ thì người chơi đã có số tiền thưởng 500.000 đồng đầu tiên ạ. Và tôi sẽ trao số tiền thưởng này một cách rất là nóng hổi, vừa thổi vừa cầm. Trả lời đúng thử thách đèn đỏ thì chúng ta đã có số tiền thưởng rồi. Và hy vọng mà với cái việc mà tiếp thêm động lực như vậy thì các bạn sẽ tự tin hơn để đến với các câu hỏi tiếp theo của chương trình. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 7. Theo thang độ cấp Beaufort tại Việt Nam thì những biểu hiện nào là biểu hiện của gió mạnh cấp 12? Biểu hiện của gió mạnh cấp 12 là gió cực mạnh, sóng biển cực lớn và độ sức tổng hóa là mạnh. Câu trả lời của độ đó chính là sóng biển cực kỳ mạnh, sức phá hoại cực kỳ lớn, đánh đắm đó. Tàu thuyền có trọng tải lớn. Và bây giờ sẽ là tín hiệu đáp án của chương trình ạ. Chúc mừng các bạn đã có một câu trả lời chính xác ở câu hỏi số 7 và mang về thêm 300.000 đồng nữa. Số tiền thưởng đã tăng là 1 triệu 700.000 đồng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8. Anh chị hãy điền từ thích hợp vào dấu 3 chấm của câu sau. Rễ si da trắng chẳng 3 chấm được đâu. Rễ si da nắng chẳng nắng được đâu. Chẳng nắng được đâu. Câu trả lời đó là rễ si ra trắng chẳng nắng được đâu. Các bạn suy luận là nó phải vần điệu đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mình có biết gì về cái kinh nghiệm dân gian này của bà con không ạ? Trời mưa liên tục do đó không có nắng được. Nó nhảy cảm, đồ ẩm nó sẽ ra để nắng. Cái kiến thức dân gian mà người chơi cũng có được. Và đó chắc chắn rồi sẽ là một câu trả lời đúng ạ. Chúc mừng các bạn đã có thêm một đáp án chính xác và chúng ta đã mang về thêm 300.000 đồng nữa. Số tiền thưởng lúc này là 2 triệu đồng ạ. Yeah. Và quan trọng hơn là các bạn vẫn còn nguyên một quyền trợ giúp cũng như là hai cái quyền trả lời sai. Nhưng mà trước khi bước sang gói câu hỏi thứ 3 thì tôi muốn giao lưu cùng với đội chơi một chút. Nãy thì cũng đã có cơ hội trò chuyện với hai thành viên nam rồi. Hôm nay thì có một cô gái xinh đẹp nhất của đội chơi. Bạn gái có thể chia sẻ một chút về công việc cũng như là những cái suy nghĩ của bạn khi mà hoạt động trong đội xung kích phòng chống thiên tai cơ sở ạ. Mình thì tham gia vào lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở xã thì từ năm 2013. Thì đối với bản thân thì sẵn sàng tham gia công tác là di dời sơ tán người dân khỏi cái vùng nguy hiểm. Thật ra là cái khi mà thiên tai xảy ra thì cái vai trò của nam giới thì phát huy hơn nhiều, nhưng mà sau thiên tai thì những cái gánh nặng về chăm sóc, hỗ trợ thì lại là đặt trên vai của người phụ nữ. Và những cái đóng góp của những nữ
thanh niên xung kích trong hoạt động phòng chống thiên tai thì cũng góp phần thêm nhiều để làm cho chúng ta có thể giảm nhẹ những cái rủi ro do thiên tai gây ra cũng như là khắc phục những hậu quả này. Cảm ơn bạn Thảo đã vừa chia sẻ thêm về công việc cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để bước sang gói câu hỏi thứ 3 chưa ạ? Sẵn sàng. Trong gói câu hỏi thứ 3 này, giá trị tiền thưởng sẽ tăng lên. Mỗi một câu trả lời đúng thì người chơi sẽ có thêm 500.000 đồng và chúng ta cũng vẫn sẽ có 4 câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi thứ 3, câu hỏi số 9, nội dung như sau. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai do ai thực hiện? Ban bố tình trạng khẩn cấp là chủ tịch nước. Đội này là thảo luận rất nhỏ vì sợ MC nghe được. Ban bố tình trạng khẩn cấp là chủ tịch nước. Vâng ạ. Các bạn đã có đáp án chưa? Có. Tổng xin trả lời đáp án của câu hỏi này là chủ tịch nước ạ. Vâng ạ. Và đó là một đáp án rất là xuất sắc, thưa quý vị. Chúng ta đã có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi số 9, mang về thêm 500.000 đồng nữa. Số tiền thưởng tăng lên là 2.500.000 đồng ạ. Chúc mừng người chơi. Và chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 10 ạ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, trước đây là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai từ năm nào? 2015. 2015 đúng không? Có nghĩa là 2015 là thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Sau đó là đổi tên thành là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia thành viên là năm 2015. Thống nhất. Vâng ạ. Có vẻ như họ đã có đáp án rồi. Đáp án của các bạn là gì ạ? Đáp án của cái đội đó là năm 2015. Bạn tự tin bao nhiêu cho đáp án này ạ? 100%. Đây là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng các bạn rất là xuất sắc, thưa quý vị. Chúng ta đã đi đến câu hỏi số 10 rồi. Và người chơi thì đã trả lời đúng 10 trên 10 câu hỏi của chương trình rồi. Rất là tuyệt vời. Số tiền thưởng thì đã tăng thêm. Và bây giờ là 3 triệu đồng ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 11 ạ. Mưa lớn đường phố bị ngập. Theo bạn, người dân và trẻ em không nên đến gần những địa điểm nào? Nơi ngập sâu. Nơi có ô gà. Nơi ngập sâu và nơi có những cái điểm. Thời gian suy nghĩ thì sắp hết rồi ạ. 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ ạ. Các bạn có đáp án không ạ? Thì có ạ. Khi mà đường phố ngập thì người lớn và trẻ em, chúng ta không nên đến những địa điểm là, thứ nhất là nơi ngập sâu là một, thứ hai là nơi mà có hố ga không để nắp, thứ ba nữa là nơi mà có cột điện, để tại vì là nơi đó là dễ có điện rò rỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Ngoài ra thì còn có một số vị trí mà người lớn cũng như là trẻ em chúng ta cần tránh xa, nhất là cống thoát nước và trạm biến áp. Và đó là một câu trả lời rất chính xác ạ. Chúc mừng các bạn có một câu trả lời chính xác nữa cho câu hỏi số 11. Thật là tuyệt vời vì hành trình ngày hôm nay tôi không hề phải bấm một cái nút sai nào cho đến giờ phút này. Và họ đã có 11 trên 11 câu trả lời đúng, mang về số tiền 3.500.000 đồng. Yeah. Xung kích, tự tin, quyết tâm. Người chơi thì chỉ còn một câu hỏi số 12 nữa thôi, mà họ có hai quyền trả lời sai, một quyền trợ giúp. Cái cơ hội để chúng ta trả lời đúng 12 trên 12 câu hỏi rất cao. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra ở đây ạ. Câu hỏi số 12 như sau ạ. Khi vận chuyển nạn nhân là phụ nữ mang thai thì tư thế nạn nhân trong vận chuyển nên như thế nào? Khi vận chuyển mà nạn nhân là nữ mang thai thì cũng chúng ta nên là vận chuyển nằm nghiêng thôi, phụ nữ nằm nghiêng thôi. Mình thoải mái, cũng tư thế thoải mái nhưng mà chủ yếu là nghiêng về phía bên trái. Đó. Cái này từ nào mình cũng rồi. Đúng rồi. Và câu trả lời của đội đó chính là khi mà vận chuyển nạn nhân là nữ mà mang thai thì chúng ta nên vận chuyển nạn nhân với tư thế là nằm nghiêng, thoải mái, mà chủ yếu là mà ưu tiên là nghiêng về phía bên trái. Đây là cái kinh nghiệm mà bạn đúc kết từ cái việc mình là từng là phụ nữ mang thai rồi hay là đã từng vận chuyển hay đọc được đâu ạ? Mình đúc kết là phụ nữ mang thai rồi, vì khi mà sinh á thì bác sĩ khuyên là nên nằm về phía bên trái để tránh chèn ép về tim, để cho dễ thở. Vâng.
một cái kinh nghiệm đúc kết từ bản thân thưa quý vị. Và họ thì đã có trả lời 11 trên 11 câu trả lời đúng rồi. Nếu như sai câu 12 thì cũng chẳng sao cả. Cũng có thêm tín hiệu khác đi tí cho nó mới lạ với chương trình. Nhưng mà có vẻ như người chơi thì chỉ muốn lắng nghe tín hiệu đúng thôi. Và tôi thì không muốn làm cho các bạn thất vọng vì đó. Chúc mừng người chơi đã có một đáp án chính xác và có một hành trình rất là tuyệt vời ạ. Như vậy là chúng ta đã trả lời đúng 12 trên 12 câu hỏi của chương trình, mang về số tiền thưởng tối đa là 4 triệu đồng. Ngoài ra thì họ đã có 500.000 đồng ở thử thách đèn đỏ, một hành trình hết sức rực rỡ thưa quý vị. Tâm trạng của các bạn lúc này thế nào ạ? Rất vui, rất vui luôn. Cực kỳ vui luôn ạ. Cực kỳ vui. Rất là sung sướng. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm một cái vị trí thuận lợi dừng xe để chúng ta có thể chia nhau niềm vui chiến thắng. Và tôi sẽ gửi cái số tiền thưởng này đến cho đội chơi hôm nay. Tôi xin gửi đến đội chơi ạ. Okay. Hành trình thì 12 câu hỏi đã xong, thế nhưng mà nó vẫn có thể được tiếp tục bởi một phần chơi khác có tên gọi là gấp đôi hoặc trắng tay. Sau khi vượt qua 12 câu hỏi, hành khách sẽ có quyền trả lời câu hỏi cuối cùng gấp đôi hoặc trắng tay. Nếu trả lời đúng, hành khách sẽ được gấp đôi số tiền thưởng hiện có. Nếu trả lời sai, hành khách không còn gì cả. Chúng tôi sẽ dành cho các bạn khoảng một ít giây để có thể thảo luận và lựa chọn phương án cuối cùng của mình là đi tiếp hay dừng lại. Phương châm của mình là gì? Chúng tôi cũng cảnh báo người chơi thì câu hỏi số 13 sẽ là một câu hỏi khó. Chúng ta không còn quyền trợ giúp nào dùng cho câu hỏi này. Và nó có thể là bất cứ kiến thức nào trên thế giới, không riêng gì phòng chống thiên tai. Chúng ta đi tiếp đúng không ạ? Đi tiếp ạ. Vâng. Dạ. Họ đã quyết định đi tiếp với chúng tôi và rất vui vì điều đó. Và tôi sẽ tạm nhận lại số tiền 4 triệu đồng. Hy vọng lát nữa thì chúng ta sẽ đếm thêm 4 triệu đồng nữa để gửi tới người chơi ạ. Thật ra thì có rất nhiều đội chơi đã lựa chọn dừng lại mà không đi tiếp vì muốn bảo toàn số tiền. Thế nhưng mà các bạn thì muốn đi tiếp, lý do vì sao ạ? Toàn đội là luôn thực hiện phương châm là nếu trong phòng chống thiên tai là làm hết sức. Nhưng mà đã khi đã vui chơi là vui hết mình. Vâng, dạ. Làm hết sức, vui hết mình. Dạ. Nếu giả như mà hôm nay chúng ta có ra về trắng tay thì cũng đã có một hành trình rực rỡ. Vì 12 câu hỏi mà trả lời đúng cả 12 cũng là một hành trình hiếm gặp. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 13, gấp đôi hoặc trắng tay ạ. Thủ đô của nước nào cao nhất trên thế giới ạ? Peru. Phải là trả lời câu hỏi nha. Trả lời câu hỏi. Chắc chắn. Cảm nhận. Nếu trả lời sai là không có tiền thưởng mang về. Vâng ạ. Nếu trả lời sai là không. Thủ đô cao nhất thế giới. Nước cao nhất thế giới là thủ đô Lima của Peru. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tín hiệu đáp án của chương trình. Rất hồi hộp thưa quý vị. Hồi hộp quá. Rất là tiếc thưa quý vị, một câu hỏi không hề dễ dàng. Nhưng mà họ thì cũng nhanh chóng đưa ra đáp án và tôi rất mong chờ đó là một đáp án chính xác. Thế nhưng đáp án mà người chơi đưa ra không phải là đáp án chính xác ạ. Thủ đô của nước nào cao nhất thế giới phải là Bolivia. Bolivia có hai thủ đô là La Paz và Sucre, đều tọa lạc ở vị trí cao so với mặt nước biển. Trong đó, La Paz, nơi đặt trụ sở chính phủ, là thủ đô cao nhất thế giới với độ cao khoảng 3.640m. Thủ đô lập hiến Sucre, nơi đặt trụ sở tối cao pháp viện của Bolivia, nằm ở độ cao là 2.810m. Rất là tiếc, người chơi đã không có đáp án chính xác ở câu hỏi ở thử thách gấp đôi hoặc trắng tay. Chúng ta sẽ phải dừng xe mà trả lại số tiền thưởng cho chương trình. Hành trình hôm nay rất tuyệt vời nhưng mà đến giờ phút này thì nó cũng hơi tiếc nuối một chút. Tâm trạng của các bạn lúc này như thế nào, có thể chia sẻ cho chúng tôi ạ? Rất là tiếc nuối nhưng mà rất là vui khi được tham gia một chặng hành trình đầy ý nghĩa. Vâng. Thật ra các bạn tiếc nuối là cái điều chúng ta hoàn toàn có thể dễ hiểu. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn luôn luôn cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã mang đến một hành trình rất là tuyệt vời. Và hy vọng là trong công việc, trong cuộc sống thì các bạn sẽ luôn luôn giữ được cái sự hết mình, tinh thần sẵn sàng lan xả ở mọi nhiệm vụ. Chúng ta sẽ dừng xe ở đây nhá. Vâng thưa
quý vị và các bạn, nỗi buồn khi phải ra về, đó là tâm trạng của người chơi lúc này. Thế nhưng mà sự tiếc nuối lại cũng là phần thưởng đối với một số những cái hành trình. Và đối với đội chơi ngày hôm nay, với việc trả lời đúng 12 trên 12 câu hỏi, họ đã rất xuất sắc rồi. Và chắc chắn thì khán giả cũng đồng ý với chúng tôi như vậy. Còn bây giờ thì hành trình của Cascap sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo. Let's go, let's go, yeah, let's go.